Filmmaker Workshop là chuỗi sự kiện mở ra để chia sẻ kiến thức làm phim cho tất cả các bạn trẻ. Workshop là thành quả của sự hỗ trợ từ nhiều phía. Workshop đầu tiên mà tụi mình làm đó là về car rigging. Đó là kỹ thuật để máy quay lên xe hơi. Mục tiêu của workshop là để cho các bạn có được một cái nhìn về kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp. Thông qua cái workshop đó, còn có mục tiêu nữa đó là để mở rộng cái tinh thần hợp tác làm phim giữa các cá nhân với nhau. Để chuẩn bị cho workshop lần này, mình và các bạn trong team đã đi shoot case study video. Thì trong buổi quay hình, tụi mình sử dụng thiết bị chiếu sáng thông dụng nhất trên thị trường để mang lại một cái ví dụ mà nó gần nhất so với lại thực tế. Bên cạnh đó, tụi mình cũng được sự hỗ trợ từ Blackmagic Asam Mini để tận dụng độ phân giải cao 4.6 để cho các bạn thấy được cái lợi thế khi mà sử dụng High Resolution. Cảm ơn các bạn đã tham dự workshop của Rise. Mình và các bạn trong team sẽ tìm những cái ý tưởng mới để chia sẻ với các bạn những cái kỹ thuật làm phim trong thời gian sắp tới.